Mạng lưới nhân quyền Việt Nam ngày 18 tháng 11 công bố báo cáo hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam năm 2022-2023. Phúc trình bao gồm danh sách 299 tù nhân chính trị và tôn giáo đang bị cầm tù tại Việt Nam, tính đến ngày 15 tháng 10-2023, và liệt kê chi tiết các hình thức vi phạm của Hà Nội đối với luật nhân quyền quốc tế trong các lĩnh vực như quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể, quyền được xét xử công bằng, quyền tham gia đời sống chính trị quốc gia, quyền tự do ngôn luận và thông tin, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động, quyền được đối xử không kỳ thị và quyền được hưởng cuộc sống an lạc. Từ năm 2022 đến 2023, theo báo cáo, có 122 người bị truy tố và 99 người bị kết án tù với lý do chính trị và tôn giáo tại Việt Nam, với mức án phạt nặng hơn gấp nhiều lần so với các năm trước. Cái việc làm của mạng lưới nhân quyền là cái việc cần có mà như mà là một tổ chức để đủ tin cẩn để nói lên tiếng nói cho những người mà bị hãm hại bởi vì cái tiếng nói của họ. Michael là một nhà hoạt động Mỹ gốc Việt và cũng là một cựu tù nhân bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam năm 2018 với mức án 12 năm. Nhưng sau đó với sự can thiệp của giới chức chính trị Hoa Kỳ, ông được thả sau 27 tháng rưỡi bị giam cầm tại Việt Nam. Ngoài báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng công bố giải thưởng nhân quyền năm 2023 cho ba nhà hoạt động chính trị, nhân quyền và tôn giáo đang bị giam cầm tại Việt Nam là Trần Văn Bang, Iwonie và nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng. Cái đó là một cái tượng trưng, vài ngàn đồng bạc cho mỗi người không có bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam để người ta biết và người ta hiểu tình trạng của những người mà bị ở tù cũng như mà bị đàn áp ở bên Việt Nam, chia sẻ một chút đỉnh cái sự lo âu và cái sự lo lắng của chúng ta ở hải ngoại đối với cái gia đình hay là những người tù nhân ở bên Việt Nam. Giải thưởng nhân quyền Việt Nam được thành lập năm 2002 với trị giá 3.000 đô la mỗi giải, nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Ra đời từ năm 1997, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, với mục tiêu gia tăng hiểu biết về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, hỗ trợ phong trào nhân quyền trong nước và đấu tranh cho các quyền cơ bản của người dân Việt Nam.